Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cá Bốn Mắt. Và sau đây là chương trình Kiến thức Kinh tế được phát vào lúc 19 giờ thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần trên kênh của mình. Ngày hôm nay, cộng đồng mạng hay các nhà đầu tư đang xôn xao câu chuyện về giá vàng. Phải công nhận rằng giá vàng hiện nay đang thay đổi thất thường trước động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Tuy nhiên, ngày hôm nay mình sẽ không ngồi phân tích giá vàng mà thay vào đó sẽ giải thích cho mọi người câu hỏi mà bấy lâu nay chúng ta đều thắc mắc. Đó là tại sao khi giá vàng thế giới ở mức quy đổi là 51 triệu đồng trên một lượng mà trong nước ta toàn thấy bán ở mức 57 hay 58 triệu đồng. Nói cách khác, vàng trong nước đang đắt hơn vàng thế giới rất nhiều. Ngay bây giờ, mình sẽ giải thích cụ thể cho mọi người. Đầu tiên, đối với những bạn chưa biết thì thị trường vàng nước ta không có liên thông với thế giới. Một phần do chính phủ siết chặt nguồn cung để ngăn chặn nạn buôn lậu vàng qua biên giới. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 thì nguồn cung vàng ngày càng khan hiếm, khiến giá vàng trong nước bị đẩy lên cao. Bên cạnh đó, một chuyên gia đã cho rằng giá vàng trong nước cao hơn thế giới là do chi phí nhập khẩu, chi phí vận hành, chế tác và bảo quản của nước ta khá tốn kém. Bên cạnh đó, hiện nay việc nhập khẩu vàng chỉ có một đầu mối nên có thể dẫn đến tình trạng một số chủ tiệm vàng hoặc các công ty kinh doanh có hiện tượng đầu cơ tự ý đẩy giá vàng lên. Ngoài ra, cũng phải kể tới những dịp mà người dân đổ xô đi mua vàng như ngày vía thần tài. Lúc đó, lượng cầu tăng đột biến cũng khiến giá vàng tăng mạnh. Đơn giản theo quy luật cung cầu, như thời điểm năm 2020, có những chiếc xe máy bị đẩy lên tới gần gấp đôi giá mà muốn mua cũng chẳng còn. Còn về phần mà nhiều người cũng thắc mắc, đó là khi xem tin tức về vàng, chúng ta thấy giá mua là 56 triệu, trong khi giá bán là 57 triệu. Vậy thì khi bạn mua hay bán vàng thì sẽ tính theo giá nào? Cái này hiểu đơn giản là nếu bạn mua vàng thì bạn phải mua ở cái giá cao hơn, còn khi bạn bán ra, bạn chỉ được ở giá thấp hơn. Điều này áp dụng ngược lại đối với những người kinh doanh vàng. Và nếu như sự chênh lệch mua vào và bán ra càng lớn, thì rủi ro đẩy về phía người mua càng nhiều. Và khi đó, chúng ta cần phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định của mình rằng có mua vàng hay là không. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ về giá vàng. Nếu các bạn thấy video hay, hãy đăng ký kênh và bấm nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn.